Ủa, về rồi hả? Ngồi ăn luôn. Chà, bữa nay cháo cá lóc đồng ăn với rau đắng đồ ngon nha. Ngon không? Ừ. Tôi nói sớm mơ á, nhái á, nó đem cá lóc qua. Tôi thấy ngon quá, cái tự nhiên thấy thèm cháo cá, nên nấu luôn nè. Không, để tôi về tôi làm cho. Dặn rồi đừng có làm gì. Thôi, ai rảnh làm không được. Làm quen rồi, không làm cái nhức mình nhức mấy, khó chịu. Ngon ha. Ngon ha. Ngon. Ăn đi. Để bên này, để cuốc bên kia ai đâu mà ăn. Chà, màu nước trà đẹp quá ông ha. Uống thử coi ngon không. Ngon không? Ngon nha. Dạ. Danh nó mua đợt trà thì nó dễ bán uống được nè. Đợt trước uống gì đâu nghe mùi đậu không. Được ha. Được á. Ngon nè. Sáng sớm quất cốc trà thấy nó tỉnh lại nha. Thơm quá ông ơi. Bà bữa nay tôi nhìn bà nha, tôi thấy khỏe khoắn nha, phấn chấn nha, vui vẻ nha. Nhìn tươi tỉnh lắm hả? Ờ, tươi tỉnh lắm à. Biết sao không? Sao? Trời ơi, đêm qua tôi ngủ ngon quá. Quất một cái một hơi tới sáng luôn. Vậy đó hả? Trời ơi, sáng dậy xong người nó khỏe re mà nó không ê ẩm gì chút nào thôi. Hết đau nhất rồi nè. Ừ, tôi cũng vậy đó bà. Hôm sau ngủ giấc thức vậy, sáng tay chân rồi nó không có nhức như mỗi bữa. Kỳ vậy ta. Tôi biết lý do rồi. Hôm rày giờ không phải vợ chồng mình bị bệnh tật gì đâu. Vậy chứ bị gì? Tại hai đứa mình đó. Sao tại gì đó, tại tôi? Tại vì á là hôm rày giờ á, ông dành ông mần hết công chuyện của tôi à. Đó, tôi không làm gì hết. Cho nên á là nó ở không á, cái nó trở nên nhức mình nhức mấy vậy đó. Còn tôi? Còn ông thì ngược lại. Làm sao? Bởi vì hồi nào tới giờ á, ông ít mần công chuyện nhà. Đó, rồi giờ ông làm nhiều quá, cho nên nó mới bị nhức. Tôi nè, cũng vậy. Mần quen mà nghĩ không quen. Đó, cho nên ở không vài bữa là tôi nói ê ẩm hết trơn hết trời. Đúng rồi. Hàng chim đó nay ba việc nhà tôi làm không. Vậy từ đây sắp tới công việc nhà tôi giao cho bà hết luôn nha. Tôi khỏi làm nha. Để là tôi làm hết cho. Người ngộ thiệt, sung sướng không muốn, muốn cực khổ. Vậy đó, sứ mệnh của tôi á là hầu chồng, chăm con. Vậy mà tôi thích. Thích hả? À, thích thì chịu.